Chào tất cả anh em nha. Mình lên con đinh hiêu form vuông, mạ vàng sơn mài màu xanh nha. Tình trạng là hàng đã qua sử dụng nhưng mà còn là cực kỳ mới nha. Rất là mới, khoảng trên 98% á, còn đầy đủ hộp sổ. Nên mua hàng thì vui lòng bỏ chút ít thời gian xem thật kỹ video giúp mình nha. Mặt men sáng bóng, không có bị cấn dâm hay mập mẻ bể gì nữa. Có xước lông mèo thì nhẹ nhẹ thôi, rất nhẹ thôi. Quay lên video thì không thấy được, khó thấy lắm. Màu xanh dương. Đó, mình thấy chỗ này có mấy dấu xước nhẹ nhẹ như chỗ này nè. Đó. Rất là nhẹ thôi, phải nghiêng nghiêng ra ánh sáng mới thấy được. Nhưng còn bình thường thì mình nhìn thì cũng khó thấy lắm. Phải nghiêng nghiêng như vậy nè. Đó, nên mới thấy được, mình rất là nhẹ nè. Cái góc cạnh là đẹp, không có cấn móp nha. Tình trạng như lai niu, rất là mới. Đích sáng bóng. Rồi, mình kết thúc video tại đây. Chào tạm biệt anh em. Hẹn gặp lại anh em vào những video sau. Bye bye.